Trong phần tiếp theo của Cà phê Ngày Mới, chúng tôi sẽ được điểm qua rất nhiều những thông tin được báo chí đăng tải, và ngày hôm nay có lẽ là thông tin về giáo dục sẽ được rất nhiều tờ báo quan tâm, đúng không ạ? Dạ, và thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 5 tháng 9 thì trên cả nước đã chính thức bước vào năm học mới 2023-2024. Dù còn nhiều thách thức nhưng mà hàng triệu học sinh cùng với các giáo viên đã rất nỗ lực để có thể vượt khó. Đây là năm học mà ghi dấu sự đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Và cũng là chủ đề chính được cập nhật tại rất nhiều số báo sáng nay. Ngay bây giờ thì Hồng Quyên xin được phép trích đọc cho quý vị và các bạn. Ở trên báo Lao Động trang 2 có chia sẻ về ngày khai giảng của năm học mới này. Bước vào năm học mới 2023-2024, thiếu giáo viên là một vấn đề khó khăn và cũng là thách thức lớn nhất của toàn ngành giáo dục. Theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến cuối năm 2022-2023, cả nước đã tuyển dụng thêm tới hơn 17.000 giáo viên công lập, nhưng mà vẫn còn tới hơn 74.000 chỉ tiêu biên chế được giao cho các địa phương mà vẫn chưa tuyển dụng được. Trong năm học 2023-2024, cả nước cần tuyển dụng thêm hơn 118.000 giáo viên. Một khó khăn nữa của ngành giáo dục trong năm học mới này là thiếu trường lớp. Câu chuyện này vẫn được đề cập nhiều nhất ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hai địa phương mà có nhiều biện pháp khắc phục, song đó vẫn là vấn đề nan giải. Có thể nói là câu chuyện giáo dục là câu chuyện được quan tâm hàng đầu hiện nay, bởi có rất nhiều những khía cạnh đang bộc lộ những bất cập liên quan đến chủ đề đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục. Trên trang 12 của tờ báo Đại Đoàn Kết đã có những phân tích cũng như đưa ra những ý kiến đóng góp làm thế nào để chúng ta có thể tháo gỡ được những khó khăn này trước thềm năm học mới. Cụ thể, bài viết chỉ ra việc lãng phí trong đào tạo, người học mỏi mòn chờ đợi được tuyển dụng trong khi nhà trường thì thiếu giáo viên. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mậu Bành, Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức Việt Nam nhắc lại câu chuyện này và chỉ ra giải pháp nào và đặt hàng đào tạo đã có nhưng mà triển khai vẫn còn nhiều vướng mắc trên thực tế. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ sinh viên được địa phương đặt hàng, giao nhiệm vụ theo Nghị định 116 chỉ chiếm khoảng 17,4% so với số sinh viên nhập học và chiếm 24,3% so với tổng số sinh viên đăng ký để mà hưởng chính sách. Số địa phương thực hiện giao nhiệm vụ đặt hàng đấu thầu đến nay là 23 trên 63 tỉnh thành phố với số lượng rất khiêm tốn. Vướng mắc này đã được chỉ ra, đó là sinh viên theo diện đặt hàng nhưng không về công tác tại địa phương hay thi tuyển không đổ công chức thì cũng rất khó khăn. Mới đây, dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung nghị định 116 do Bộ Giáo dục và Đào tạo đang trình đã có những thay đổi nhằm thuận lợi hơn trong công tác triển khai, đó là giữ phương thức giao nhiệm vụ đặt hàng đào tạo sinh viên sư phạm. Tuy nhiên, quy định không bắt buộc các địa phương phải thực hiện, mà tùy theo điều kiện nhu cầu của các địa phương thì tự đảm bảo kinh phí triển khai thực hiện đặt hàng giao nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 32 ban hành năm 2019. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một nội dung khác được chia sẻ trên báo Giao thông trang 11, đề xuất bảo hiểm chi trả sữa mẹ hiến tặng thanh trùng. Mỗi năm thì có khoảng 35.000 trẻ cần sử dụng sữa mẹ hiến tặng thanh trùng với nhu cầu trung bình là khoảng 100 lít mỗi ngày, giá thành khoảng 1,4 triệu đồng trên 1 lít. Khoản tiền này thì có thể trở thành gánh nặng cho các gia đình mà có thu nhập thấp hoặc là có trẻ sơ sinh phải điều trị dài ngày. Trước vấn đề này thì nhiều ý kiến đề xuất là bảo hiểm nên chi trả nhằm giảm gánh nặng cho các gia đình. Cụ thể, ở trên báo Giao thông có chia sẻ thêm nhiều ý kiến khác. Theo bà Vũ Hoàng Dương, quản lý của chương trình Việt Nam Alive và Trip Đông Nam Á Thái Bình Dương, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã quy định sữa mẹ hiến tặng thanh trùng là một sản phẩm y tế có nguồn gốc từ con người, tương tự như là máu, huyết tương và mô cầu. Hiện tại, danh mục chi trả quỹ bảo hiểm y tế tại Việt Nam đã bao gồm máu và các chế phẩm của máu, nhưng mà chưa có quy định về chi trả cho sữa mẹ hiến tặng thanh trùng. Sử dụng sữa mẹ thanh trùng hiến tặng giúp giảm đáng kể tỷ lệ sử dụng kháng sinh và dịch truyền tĩnh mạch ở trẻ sinh non, từ đó giúp giảm chi phí điều trị y tế. Đây là lợi ích rất lớn về mặt chi phí nếu mà sữa mẹ hiến tặng thanh trùng được bảo hiểm y tế chi trả. Ông Đinh Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em Bộ Y tế thì lại chia sẻ thêm ý kiến rằng Vụ sẽ tham mưu xây dựng các hướng dẫn về sử dụng sữa mẹ hiến tặng thanh trùng, đồng thời đề nghị các ngân hàng sữa mẹ phối hợp về việc xây dựng giá của một đơn vị sữa mẹ hiến tặng làm căn cứ để bảo hiểm y tế chi trả. Thưa quý vị, những năm gần đây, Hà Nội mở thêm nhiều tuyến buýt mini để tăng cường công tác kết nối vào từng ngõ nhỏ đón khách với kỳ vọng thay thế phương tiện cá nhân. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp giảm xe cá nhân, giúp người dân tiếp cận được tối đa. Trao đổi với báo Giao thông, ông Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Giao thông Vận tải Công cộng Hà Nội chia sẻ, trong tương lai, một số tuyến đường sắt trên cao được đưa vào vận hành sẽ khiến vai trò kết nối của tuyến xe buýt mini ngày càng quan trọng hơn.
Với ưu điểm là tính cơ động cao, xe buýt mini sẽ là chất xúc tác quan trọng để phát triển hệ thống xe buýt lớn và hệ thống đường sắt trên cao. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức là chuyên gia giao thông nhận định, thực tế ở các đô thị khá chật hẹp trong khi lượng phương tiện cá nhân vẫn gia tăng, khiến cho xe buýt cỡ lớn gặp nhiều khó khăn khi lưu thông. Vì thế, buýt mini chắc chắn sẽ phát huy được hiệu quả. Tuy nhiên, để xe có thể di chuyển đến tận các ngõ để đón trả khách dễ dàng, trật tự đô thị thì cần được đảm bảo, vì tình trạng hợp chợ đổ xe chiếm diện tích lòng đường vẫn diễn ra phổ biến. Tiến sĩ Phạm Quài Trung là Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông Vận tải, Bộ Giao thông Vận tải nhận định, việc phát triển xe buýt trong đó có mini buýt tại các thành phố lớn và phù hợp nhất là khi hệ thống đường sắt đô thị vẫn đang trong quá trình xây dựng, mất một thời gian mới có thể hoàn thiện. Thưa quý vị, nhiều khu vực ở trên cả nước thì đã bắt đầu ghi nhận tín hiệu ấm trở lại khi mà thanh khoản giao dịch bất động sản đã bắt đầu gia tăng. Và điều đó cũng cho thấy rằng các chính sách hỗ trợ để vực dậy thị trường bất động sản bắt đầu ngấm và phát huy được tác dụng. Vấn đề này được phân tích rất sâu ở trong bài viết Bất động sản và dấu hiệu phục hồi đăng tải trên trang 6 của báo Đại Đoàn Kết. Theo các dữ liệu ghi nhận thì cho thấy rằng lượng tin rao bán nhà đất trên cả nước trong tháng 7 đã tăng 4%, mức độ quan tâm thì cũng đã tăng 6% so với tháng trước. Xu hướng tăng này diễn ra trong tất cả các loại hình bất động sản để bán, bao gồm cả căn hộ, đất nền, nhà riêng và nhà mặt phố. Trong đó thì căn hộ chung cư, biệt thự và đất nền ghi nhận lượt tìm kiếm phục hồi tốt nhất, trung bình tăng từ 6% đến 7% so với tháng 6 trước đó. Trước việc bất động sản có dấu hiệu phục hồi thì giới chuyên gia cũng đưa ra lời khuyên với chủ đầu tư doanh nghiệp phát triển dự án cần phải chủ động điều chỉnh cơ cấu lại phân khúc sản phẩm, chú trọng vào phân khúc sao cho phù hợp, điều chỉnh các dự án cao cấp tương ứng theo nhu cầu của thị trường, rà soát lại các danh mục dự án, giữ lại những cái dự án mà có khả năng thực hiện được, chuyển nhượng, chuyển giao các dự án không thể thực hiện được, tập trung nguồn lực cho những dự án đã có giấy phép đầy đủ, pháp lý hoàn thiện, tránh việc đầu tư dàn trải, kéo dài tiến độ triển khai. Lựa chọn ứng dụng công nghệ chuyển đổi số để thích ứng với xu thế và hoạt động hiệu quả hơn. Với khách hàng, nhà đầu tư thì nên thận trọng và khôn ngoan, ưu tiên lựa chọn các chủ đầu tư và sàn giao dịch bất động sản uy tín chuyên nghiệp. Cân nhắc kỹ nếu mà sử dụng đòn bẩy tài chính, ưu tiên các nhu cầu thực, đầu tư trung và dài hạn hơn là đầu tư cơ.